Xin mến chào cô chú anh chị nha. Hiện tại đó vị nhà đang có mặt ở Tòa Thánh Tây Ninh ha. Ngày hôm nay đó vị nhà có một cái ý tưởng cũng như là cái suy nghĩ của nhà là có lẽ là rất là nhiều cô chú anh chị ha có quê ở Tây Ninh, có quê hương ở Tây Ninh hoặc là người từng đến Tây Ninh này nọ thì chắc là có rất là nhiều kỷ niệm xung quanh khu vực nội ô Tòa Thánh Tây Ninh ha. Và xung quanh đây đó vậy thì nó có rừng thiên nhiên nè, nó có Tòa Thánh Tây Ninh ngay cái chánh điện chính ha, rồi báo ân từ, và đặc biệt là nó có những cái ngôi trường xưa cảnh cũ, nhiều kỷ niệm của cô chú anh chị quê Tây Ninh mà bây giờ là sống xa quê hương. Hoặc là kỷ niệm của người dân Tây Ninh ha. Ngày hôm nay nhã sẽ chạy xe xung quanh khu vực nội ô Tòa Thánh Tây Ninh để cô chú anh chị cùng nhìn ngắm lại những kỷ niệm ha. Cái lộ trình đây đó vậy là nhã sẽ chạy ngang ngay chỗ rừng thiên nhiên nè, rồi có cái chỗ dạy lái xe và sau đó đến trường Mạc Đĩnh Chi, rồi trường Lý Tự Trọng, rồi trường thực nghiệm ngày xưa ha, nay là trường thị trấn, rồi nó sẽ vòng lại ngay chỗ chánh điện nè, đó qua báo ân từ này nọ ha, và ghi hình cho cô chú anh chị xem những cái kỷ niệm xưa cũng như những đổi thay trong Tòa Thánh Tây Ninh đó vậy. Rồi đi thôi. Công nhận ha, có lẽ là cô chú anh chị xa quê lâu á, nhìn cảnh ở trong Tòa Thánh Tây Ninh sẽ bồi hồi lắm đây. Wow, những cái hàng cây xưa nữa vậy, những cái hàng cây cổ thụ xưa ha. Những người nói là xây từ hồi Pháp, hồi Mỹ gì đó là có rồi đó. Ở bên tay trái thì nó có cái chỗ dạy lái xe nè, cô chú anh chị thấy không? Chỗ giờ lấy xe ngày xưa ha. Sau này thì nó ra thêm Trúc Diệp, rồi cái chỗ gì mà ở trong gần núi nữa vậy, Thành Đạt nữa, đúng rồi. Đó, phía bên trái là rừng thiên nhiên. Con đường này nó có những cái hàng cây cổ thụ và đặc biệt là cây me quý vị, cây me ha. Ngày xưa cái hồi còn nhỏ nhỉ, hay vô Tòa Thánh Tây Ninh chơi lắm, thì nhớ nhớ là có bẻ me, mấy bạn của nhã đi bẻ me này nó ăn, rồi bẻ sồi nữa đó, thì cũng mừng ha, những cái hàng cây me cũng còn. Phía bên tay trái hồi xưa nó là cái hình như là bệnh viện Hòa Thành đó vậy, mà bây giờ là nó bỏ hoang rồi ha. Rồi ngay lối đi, ngay lối đây là trường trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi. Vậy xem Mạc Đĩnh Chi ở đây ha. Wow, đẹp quá ta. Trường trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi. Đó, lại gần cho cô chú anh chị xem ha. Trường Mạc Đĩnh Chi ngày nay thì nó như thế nào, nó ra làm sao. Wow, Mạc Đĩnh Chi đây nè. Đó, cô chú anh chị thấy không? Cảnh cũ người xưa ha. Rồi, giờ nhớ sẽ quẹo lại. Quẹo lại, ra ngoài cái hàng me này đi. Ra ngoài hàng me và đi tiếp ha. Nó trên cái con đường này đó vậy thì nó có trường Mạc Đĩnh Chi, rồi ngay chỗ này là khách đình, khách đình ha, nhà thiền Bát Nhã, rồi có những cái trường học khác nữa. Để nhớ đi cái đường thẳng trước nha, chút xíu còn thời gian thì nhớ quẹo lại cái trường mẫu giáo ha cho quý vị xem.
đó, phía bên tay trái là cái hàng rào của trường trung học cơ sở Lý Gia Trọng đó vậy. Còn ngày xa xưa nữa, nãy nghe nói là trường Đạo Đức Học Đường ha. Đây, trường Lý Tự Trọng ở đây nè. Nó trường Lý Tự Trọng ngày xưa đây. Lên cái nữa thì nó có trường thị trấn. Trường thị trấn ở đây, trường này là trường tiểu học ha. Bên kia là trường cấp 2 Lý Tự Trọng. Đó, cái hướng đi thẳng là ra cửa số 7 chùa đó vậy. Rồi bây giờ nhớ quẹo là một cái ha. Đó, bởi vì chạy như vậy á, là cô chú anh chị coi nó chưa có đã ha. Đó, nhớ quẹo lại ngay chỗ trường Lý Tự Trọng đây. Ghi hình cho bà con, cô bác xem ha. Wow, ở đây có những cái hàng cây cũng cái dạng cổ thụ luôn nữa vậy. Ở trường thị trấn ở đây nè. Nếu ngày xưa á, cô chú anh chị mà không biết có cô chú anh chị nào mà học ở trong chùa này từ cái lúc cấp 1 rồi lên cấp 2 rồi cấp 3 luôn ha, là học ở đây hết hay không ạ? À? Đây là trường Lý Tự Trọng nữa vậy. Lý Tự Trọng ngày nay. Đó, trường Lý Tự Trọng nhiều kỷ niệm ha. Đó, vậy thấy không? Khung cảnh ngày xưa nghe nói là Đạo Đức Học Đường đó, rất là đẹp luôn. Wow, đẹp dữ ta. Đó, vậy thấy không, Lý Trọng xưa và nay rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp. Cổng hàng rào ha, xưa vẫn vậy. Wow, cổng trường đây, cổng trường đây. Đó. Và bây giờ đi tiếp. Đi tiếp ha. Đây là mấy hàng rào, có mấy cây phượng. Đi tiếp qua cái trường học bên đây đi. Ở đây hình như nó có cái trường gọi là 19 tháng 5 đó vậy. 19 tháng 5 ha. Ở cái phía quẹo trái nè. Là 19 tháng 5. Để nhớ quẹo lên đó một cái luôn. Cho cô chú anh chị xem. Cho nó tỏ tường ha. Đó đây nè. Là có trường 19 tháng 5. Trường mẫu giáo. Như vậy là cô chú anh chị mà học trong chùa lâu á, thì có thể học từ 19 tháng 5 nè, rồi qua trường tiểu học thị trấn hay là trường thực nghiệm xưa ha. Đó. Rồi xong sau đó nếu học giỏi hơn á, thì vô trường Mạnh Đình Chi. Còn học giỏi dừa dừa thì vô trường Lý Trọng. Không biết nhà nói như vậy có đúng hay không ha. Đó, cô chú anh chị xin bình luận phía dưới video để nhà học hỏi thêm. Rồi bây giờ nhà sẽ chạy qua một lần nữa rồi quẹo xuống cái hướng mà có báo An Từ nha quý vị. Hình ảnh mà cô chú anh chị đang xem á, là cảnh ở trong tòa Thánh Tây Ninh ha, hay còn gọi là trong chùa. Đó, những cái tiếng rất là thân thương. Mày đi học ở đâu vậy? Tao đi học ở trong chùa. Đó, hồi ngày xưa vậy, những cái đứa bạn ha, những đứa bạn của Nhã hay hỏi như vậy. Đó. Rồi bây giờ Nhã sẽ quẹo xuống cái góc đường dưới đây. Đó, góc đường dưới đây. Rồi đi qua báo An Từ này nọ. Bởi vì Nhã nghĩ là chắc là nhiều cô chú anh chị ha, sau khi mà đi học đó, ở trường ha, mà cũng chi Lý Tự Trọng này nọ, thì có thể là sẽ được cha mẹ mình dẫn đi vào tòa Thánh Tây Ninh coi khỉ hay là ngắm cảnh chùa này nọ. Đó thì ngày hôm nay ha, Nhã sẽ chạy xe qua cái chỗ cảnh chùa cho cô chú anh chị nhìn ngắm.
cảnh tỏ thánh Tây Ninh thì nó như thế nào, ra làm sao. Rồi quẹo qua cái lối bên đây. Đó, đi thẳng cái đường này đó vậy là vô báo ân từ nó, rồi rừng thiên nhiên, rồi đến chỗ chánh điện ha. Vào hò luôn. Rồi, cố gắng ghi hình cho cô chú chị xem ha. Đó, đi ngay đây nữa vậy. À, qua đây luôn. Bây giờ này là gần tới giờ cúng buổi tối ha. Giờ cũng 5 giờ rưỡi chiều rồi. À, nên là cũng có mấy dì, mấy chú đi cúng rồi. À, bên tay trái là báo ân từ đó vậy. Rồi có hộ pháp đường kế bên ha. Báo Huy Viên nữa nè. Báo Huy Viên có lẽ là cô chú anh chị mà lúc còn nhỏ thì có thể vô đây chơi ha. Mà lúc đó không biết có chưa nữa. Đó, bởi vì Nhã cũng thế hệ 8X thì Nhã thấy là có rồi. Nhưng mà ở cái thời điểm của cô chú anh chị á, là không biết là có chưa. Đó, đến đây nữa vậy. Đến đây ha.